Chào bạn, tôi hồi nãy thì bạn có hỏi về cái việc quay mật ong bằng cái cò thông minh thì tôi sẽ lấy tôi quay thử, tôi sẽ gửi cho bạn nha. Thì đầu tiên thì tôi quay thứ nhất là nó sẽ có một cái tam giác hình chữ L như thế này. Hình chữ L như thế này nè. Đó. Chiều dài thì nó bằng với cái tổ này. Chiều dài thì nó dài theo cái tổ chiều tổ này nè. Đó, nó dài theo chiều này. Đó. Và thứ nhất là cái việc lấy mật thì nó là việc thanh trượt giữa hai cái thanh thanh này ra với nhau thôi, chứ không có gì khác hết. Hai trong này có tạo những thanh nhỏ, bạn coi trên cái trang YouTube của tôi á, cái trang ông chúa Thành Nam á. Đấy, thì nó sẽ như vậy, và cái đầu này nó sẽ có cái này nè, cái lỗ phía trên và cái lỗ phía dưới nha các bạn. Thì bây giờ cái lỗ phía trên á, đút vô lỗ phía trên và quay, hoặc đút vô lỗ phía dưới và quay, thì nó sẽ hai cái đó nó sẽ trả cái cầu thông minh về vị trí cái ô lăng của tổ mật, hoặc là nó tách nhau ra thôi. Nó tách ra thì nó chảy mật xuống, và nếu như nó khép lại thì ong nó sẽ xoay khít lại và nó đổ mật vào trong đó. Thì bây giờ ta sẽ bỏ cái này vào đây. Hiện tại là nó đang hở ra nha, hở ra thì nó ở dưới là nó hở ra. Bây giờ tôi đút vô cái lỗ phía trên này đây, và tôi trả một phát thì các bạn sai nó sẽ về nè. Các bạn thấy là các cô lan nó là khít lại với nhau rồi, hồi nãy nó sẽ ở ra đúng không, bây giờ nó là khít lại với nhau rồi đó. Thì cái cách quay mặt là nó nguyên lý hoạt động nó như vậy thôi, nhưng không có gì khác hết. Rồi, xin chào tất cả các bạn, thì đến đây tôi xin kết thúc.